Chào mừng các bạn đến với chương trình Gặp Gỡ Ngôi Sao. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một nhóm nhạc trẻ đang được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích, đó là nhóm B.A.G. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng nghe ca khúc hit của họ, đó là ca khúc Only You Mãi Có Anh. Chúng ta cùng thưởng thức nhé. Hy vọng ở một nơi nào đó anh đã lắng nghe ca khúc này và hãy cho em biết được câu trả lời.